Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thật nói không thể nói. Bổn thần tử hôm nay sẽ đánh cho đến khi ngươi nói. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, không nói. Ta sẽ giết ngươi. Thập bát thần tử, ngươi là đối thủ mà Bần Tăng kính trọng. Ta thật sự không muốn giết ngươi, nhưng mà Bần Tăng đã đồng ý chuyện này thì không thể nào thay đổi. Tự tin từ đâu ra mà muốn giết bổn thần tử cơ chứ? Ta sẽ giết ngươi trước. Thập bát thần tử, cẩn thận. Con dao long này hình như là không được bình thường. Thập bát thần tử, đây là con dao long siêu việt thần vương cảnh. Bây giờ ngươi biết Bần Tăng tại sao lại tự tin có thể giết ngươi rồi đúng không? Nguy rồi, con dao long này thực lực rất mạnh. Thập bát thần tử không chặn lại được. Hàng long vô liêm sỉ, có bản lĩnh thì đấu một một. Triệu hoán long thú xem là bản lĩnh gì chứ? Đúng vậy, ngươi như vậy không vẻ vang, không thắng vẻ vang đâu. Bần Tăng là giáng long la hán, giao long này là vật cưỡi của ta, có gì mà không được? Thập bát thần tử, quen biết nhau sau khi ngươi chết, Bần Tăng sẽ đọc kinh 18 ngày cho ngươi. Đã kính trọng đối thủ như ngươi. Đầu chọc, ta đều sắp chết rồi, ngươi vẫn không nói cho ta biết sự thật hay sao? Thật nói không thể nói. Đại gia ngươi, không môn đều khiến người khác tức giận như vậy sao? Không hay thần tử, đáng ghét. Thập bát thần tử, nếu như có chuyện gì, ta nhất định là sẽ tàn sát cả Tây Mạc. Không né được nữa sao? Lần này có lẽ cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích đúng không? Lên đường bình an. Một con cá trạch thôi mà cũng xứng gọi là rồng hay sao? Vãi, nuôi con rồng này ra đấu à?